91. Cái này cũng quái lắm ha. Quanh 13, chiều cao 46, đường kính bầu 18, mã số 191. 191 nha anh chị. Rồi cái này giao lưu anh chị 300 ngàn thôi, để rẻ luôn, bao ship luôn nha anh chị. 193. 193. Này nó muốn xù nách lên luôn nha anh chị. Nè. Quanh 15. Chiều cao 42. Đường kính bầu 20. Rồi để 350 luôn anh chị, bao ship ha. 94. Cái này già lắm, già luôn. Quanh cái này là 20. Chiều cao 19. Đường kính bầu 22. 194. Rồi cái này 300 ngàn, bao ship. 196. Quanh 15. Chiều cao 37. Đường kính bầu 19. Này đế cũng khá đẹp nha chị. 350 anh chị. 196. 197. Quanh 15. Chiều cao 28. Đường kính bầu 17. 197. Rồi này 300 ngàn. 8. 199. Cây này nhỏ mà nó quái, già cây. Cực kỳ già luôn. Quanh 9. Chiều cao 19. Rồi 300 ngàn chưa? 199. 199. Mã số 200. 200. Quanh 16. Chiều cao 29. Gió cùng. Rồi cái này giao lưu anh chị rồi để anh chị 250 thôi, để rẻ luôn. 200. 201. 201. Quanh 15. Cao 35. Rồi cái này 300 ngàn. Mã số 201. 201. 202. 202. Trụ đế quá đẹp anh chị. Quanh 15. Chiều cao 34. Rồi cái này 300 ngàn. Mã số 202. 202. 203. 203. Quanh 16. Chiều cao 33. Đường kính bầu 19. Mã số 203. Rồi cái này giao lưu anh chị 300 ngàn. 204. 204. Cái này nó bị lỗi cho nên bên đây nha anh chị, mà nó sành hết đó ha. Quanh 15. Chiều cao 40. Đường kính bầu 21. Rồi 300 ngàn chứ. Cái này quái à. Tổng quanh là 19. Quanh hăng đó là 13. Chiều cao 36. Đường kính bầu 17. Rồi cái này 300 ngàn. 205. 50 ngàn anh chị. 208. 208. Quanh 16. Chiều cao 27. Rồi cái này 300 ngàn thôi. Mã số 208. 208. 209. Quanh 14. Chiều cao 17. Đường kính bầu 26. Rồi cái này cũng 300 ngàn thôi chứ, bao 209. Ship luôn. 209.
Cụt quái, sợ quái. Nhỏ mà đẹp anh chị. Quanh 17, chiều cao 14, đường kính màu 16. Rồi, cái này cũng 300 ngàn chị, bao ship tặng nhà. Số 210. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai vàng nha cô chú anh chị. Mấy cái lô mai nhỏ nhỏ này là mai chảo hạt không đó nghe cô chú anh chị. Này em cắt lại đó. Này của chú anh chị muốn để ghim để hoặc ghép nghe anh chị. Chảo hạt thì bông của nó không có đều, từ 5 tới 12 cánh. Mã số đầu tiên là 170, này em bán một cặp ha. Cây này thì nó có bị lỗi đen miếng ha. Em bán ghê ghẻ anh chị để anh chị chơi nha. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 49. Đường kính màu 14. Rồi cặp này để hữu nghị 300 ngàn thôi, bao ship tặng nhà luôn. Cực kỳ đẹp luôn nghe anh chị. 170. Rồi tiếp theo. Mã số 171. 171. Quanh 12. Chiều cao 24. Mã số 171. Rồi cặp này để rẻ anh chị 250 rồi, bao ship luôn. Cái này chung là em để mềm mềm cho anh chị về chơi ha. Mai vàng anh chị. 172. Đây nó có mấy cái sẹo xù xù lên vậy thôi nghe anh chị. Quái 172. Quanh 12. Chiều cao 18. Mã số 172. Rồi cặp này giao lưu anh chị cũng 250 nè, để rẻ luôn, bao ship luôn nha anh chị. Cặp này già lắm nè. Già. Nó xèo dít tùm lum nha anh chị, mà nó kéo. Già cây lắm, già. Quanh 12, chiều cao 23. Rồi cặp này 300 ngàn chứ, bao ship luôn. 174. 174. Rồi tiếp theo 175. Quanh 12, chiều cao 41. Mã số 175. Rồi cặp này giao lưu anh chị là để anh chị 300 ngàn luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 176. Này thú đẹp. Quanh 13. Chiều cao 21. Mã số 176. Quái lắm nha anh chị. Này chỉ có cái sẹo này miếng. Rồi 176, cặp này vô luôn anh chị là 350 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 177. Cây này nó có sẹo đen miếng. Cây nó quái lắm nha chị. Quanh 12. Quanh 12. Chiều cao 38. Rồi cặp này số 177. Rồi cặp này 250 ngàn, bao ship. 177. 178, 3 cây. Đó, 3 cây quái không nha chị. Đây cũng khá đẹp. 178. Quanh 12. Chiều cao 29. Rồi ba cây này 300 ngàn, bao ship. 178. 178. Rồi tiếp theo 179, 3 cây. 3 cây quái không anh chị? Nhỏ một quái. Có cây này, có cây chỗ này lỗ sâu hồi xưa nha anh chị. Hết sâu rồi. Không còn nữa ha. Mà nó quái cây. Quanh 9. Chiều cao 37. Rồi 3 cây này để rẻ 250 rồi, bao ship luôn. 179. Rồi tiếp theo. Mã số 180. 180. 3 cây luôn nha chị, lắc lượng luôn hết. Quanh 10 rưỡi. Chiều cao 59. Rồi 3 cây này 300 ngàn thôi, bao ship 180. Luôn 180, giáo hạt không nha chị. Rồi tiếp theo. Mã số 181. 181. Quanh 9. Chiều cao 18. Rồi ba cây này giao lưu anh chị 250 luôn. 181.
Rồi tiếp theo. Mã số 182. 182. Hoành 6. 3 cây nhỏ mini nghe chị. Chiều cao 47. Rồi, ba này để rẻ 200 ngàn thôi chứ, bao ship luôn ha. 182. Cây mini ha. Rồi tiếp theo. Mã số 183. 183. Cây cũng quái cây lắm nghe chị. Cây này, cây nhỏ này nó có cái sẹo chỗ này nghe chị nè, sẹo chỗ này nè. Hoành 9, chiều cao 29. Rồi để rẻ ba cây 200 ngàn thôi, mà số 183, bao ship luôn nghe chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm, dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1, nó bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nghe cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn, 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. 120 ngàn một cây em bao ship cô chú anh chị, và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Em bao sắc bén cho của anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú chị. Này rất là dày nghe cô chú chị. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Cuộn như thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ bằng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó,
À, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó, ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn, về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ.